Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và kế hoạch cao điểm của Bộ Giao thông Vận tải về tổng kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ tổ chức ra quân kiểm tra đồng loạt xe khách hoạt động đối lưu từ bến xe miền Tây về bến xe trung tâm thành phố. Nội dung kiểm tra gồm các yêu cầu về bằng cấp, đăng ký đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, giấy phép kinh doanh, thủ tục xuất bến, danh sách quản lý hành khách trên xe cùng các quy định về niêm yết giá, bán vé cho hành khách. Bước đầu kiểm tra với một số xe tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh, đa số chấp hành theo các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải tuyến cố định. Một vài phương tiện còn thiếu bình chữa cháy trên xe, chưa đưa vé cho hành khách đã bị ngành chức năng nhắc nhở xử lý.